cô chú anh chị các bạn. Em buổi chiều hôm nay phía trong là có chị luôn đi ra ngoài và trong rất nhiều cô chú anh chị để bán hàng nữa cả nhà. Để em quay lại cả nhà coi nha. Chú chị ơi, đất nhóc luôn. À, phía trong có thành Mỹ luôn chú chị. Chào mấy cô nha. Dạ. Cô đáng mua đồ ủng hộ cho Loan hả cô? Dạ. Dạ. Buổi chiều hôm nay mấy cô đến để mua đồ ủng hộ Loan cả nhà. Thì chị em Loan cũng đi ra ngoài. Cô bơm đi cũng từ sáng giờ cũng chưa về cô chú anh chị. Mấy cô đã ở gần nhà. Còn phía trong là còn có mấy cô ngồi ở trong cô chú anh chị. Thì em vô trong để quay cập nhật cô chú anh chị mình xem tiếp buổi chiều hôm nay cả nhà. Bây giờ
rồi cũng sắp là đổ mưa rồi cô chú. Dạ, xin chào cô nha. Dạ. Khi trồng thì có mấy cô cũng được vào trong rất là lâu nữa. Nha. Mấy cô chú anh chị đó, mấy cô này cũng vừa bên trong ra ra này cả nhà. À, nói chung là trước mình đang vô trời cũng sắp mưa rồi cả nhà. Sắp mưa rồi. Và trời bắt đầu là di chuyển màu à. Cả nhà bầu trời sắp mưa rồi cô chú anh chị. À, đang thui rồi. À, nói chung là chị Hồng Loan đi từ sáng giờ con chưa về cô chú anh chị các bạn. Ở hiện trại bên trong là có chị Ngọc và anh Quang cũng chú đánh nữa cô chú. Vô hàng rút đơn như khách qua có anh Phương trồng bùm bùm phía trong nữa cô chú. Đó nha. Nó sẽ tiếp tục phía trước cũng có rất nhiều buổi chiều ngày hôm nay thì nói chung là bầu trời rất là còn vì chiều thì khán giả vào đây để mua ủng hộ và lan rất là nhiều. À, shop chị Hồng Loan mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ đó cô chú anh chị. Shop thì shop Hồng Loan, ngân hàng MB Bank cô chú anh chị, võ thì Hồng Loan 1985599 cô chú anh chị. Cô chú anh chị liên hệ số điện thoại mua trên online hoặc đến nhà. Số điện thoại mua online của chú anh chị là 0808198 1987 của chú anh chị các bạn. Đó, còn số điện thoại sau là 0363 0324 687 của chú chị liên hệ chị Loan để mua hàng. Chị Loan chốt đơn cho Wi-Fi không chốt đơn Hello nữa cả nhà của chú chị các bạn. Nói chung thì của chị anh vấn đề điểm cập nhật về phía trước cho cô chú chị xem được biết tình hình chị Loan bán hàng và ngày cuối tuần của chú chị. Cô chú chị thấy video hay đầy ý nghĩa, truyền tải những thông tin đẹp mà chị Hồng Loan bán hàng của chú, nhớ ủng hộ đăng ký kênh tin ba miền. Cô chú chị nhấn chuông thông báo nha, cho ba miền một like một share, cho thêm và mình có thêm cái động lực và mình ra những video hay cập nhật cho cô chú được xem. Hẹn cô chú chị và bạn video sau.